Hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những câu đố mới tinh của Martini Reel. Để làm gì? Hôm qua tôi chui qua cái ống thoát nước này tôi nhảy ra đây rồi. Bây giờ đây có những cái gì? Đây có cái nút này. Đây có cái để kéo này. Đây có cái như kiểu là để đổ xăng vào. Đây như kiểu bình xăng. Còn cái này là cái gì? Quá nhiều thứ để tương tác được. Một câu đố. What? What the hell? Thế là sao? Cái này là cái gì? Giật nổ à? Không nổ. Cái này là cái gì? Đi xuống. Chui vào đây. Em yêu. Hóa ra đây là vợ mình. Bị thằng cu béo nó bắt, nó nhốt vào đây, nó bắt nấu ăn cho nó. Đang kể lại câu chuyện. Khổ thân em. Chắc là mình phải tìm cách mình cứu vợ rồi. Sao nào? Chuyển nhân vật rồi này. Mình bây giờ mình thành thằng đứng ngoài cửa sổ rồi. À không được đi ra. Đây là cái gì? Dầu. Từ từ. Phải làm gì đây? Phải nối dầu ra ngoài này. À. Được 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 được. Mở tủ ra xem có gì. Một cái bắp ngô. Tủ này có mở được không? Không được. Đi ra ngoài không đi được. Em này có nâng. Em này không nâng lên hạ xuống được. Đặt xuống. Đây là gì? Cho bông ngô lên. Nổ bóng. Rơi cái này xuống. Ngon. Rồi, giờ chắc là đưa vào cho vợ. Em ơi. Đây gọi là teamwork ấy. Giờ làm gì? Nối dài ống. Chắc là cái ống được cất trong đây rồi. Dùng cái này móc xem. Chuẩn luôn. Không tới. À đứng lên đây. Rồi. Ui, IQ vô cực rồi. Lấy nó. Đúng rồi, lấy nó ra thôi. Suy nghĩ gì nữa. Kéo nó ra. Ngon. Bây giờ nối cái này vào. Vào đây. Chưa nối được à? Cả mình cả con kia đều lắc đầu ạ. Từ từ, đi xuống đã. Cất lên bếp. Rồi. Giờ làm cái gì? Mất cái gậy rồi. Đưa ra không đưa được. À, nhét vào trong nồi luộc để cho nó mềm ra, nó đang bị đóng băng. Lắm trò lắm. Đây rồi. Ăn như ăn mì ý. Mút chuồn chuột luôn. Rồi. Gắn vào đây. Câu đố hơi bị cấp tiểu học. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ xăng đầy vào. Bơm đi em.
Rồi đây rồi. Tốt lắm. Rồi chào tạm biệt vợ cái rồi đi nào. Em ở đây cẩn thận nhá. Chờ anh đến anh đón. Anh sẽ cho ba thằng khốn nạn kia biết thế nào là lễ độ. Ngoan đấy. Rồi đi. Từ từ, bây giờ làm sao để đi lên? Giật cái này thế nào. Rồi. Đi. Lên. Phải giải câu đố ở đây à? À, đơn giản. Ơ, từ từ. Trời, ấn ra. Đây, cái này ý là cái chấm đỏ lên trên thì nó sẽ đi lên này. Chết rồi. Chết tôi rồi. Làm sao cho cậu chấm đỏ đi lên được đây? Cái này nó chỉ đi được theo cái đường thẳng này thôi. À đây. Đi lên này này. Ui khó ra rồi. Cầu đố quá là đơn giản. Rồi lên. Làm gì đây? Từ từ, nhạc hơi to. Cái này có bớt được nhạc đi nhỉ? Có. Hello. Mây trong trống. A, B, C là sao? À, ý nó hỏi mình là cái trong trống tre này, cái trong trống này này nó có nhiều màu như này thì khi quay nó sẽ ra màu gì? Đùa trẻ con đấy à? Cái này quay sang đây thì nó đang quay theo chiều nào? À, thì cái tiếp theo nó sẽ quay là nó sẽ như thế nào? ABC. Đùa trẻ con đấy à? Lại test IQ à? Cái này cộng với cái này thì sẽ ra cái gì? À, cái này thì bằng cái này cộng với cái gì? Đây. Ôi giời. Đủ trình chưa? Cho em vào này anh ơi. Sao anh ơi? Vai. Nó tức giận kìa. Bắt mình giải câu đố tiếp kìa. Cái này đến cái to này, xong rồi đến cái gì? Đến cái này ạ. À. Cái này cộng với cái này ra cái gì? Đây. Đây. Từ từ. Khoan nhé. Tôi tắt cái này đi được không? Không tắt được, nó cứ có cái tiếng nổ hơi khó chịu, anh em thông cảm.
Mà tôi ở đây bây giờ tôi cũng không ấy được, không di chuyển, không làm gì được, không nâng lên hạ xuống được. Anh ơi, vòng 3 nào anh ơi. Lại gì nữa đây? Cái này cộng với cái này thì ra cái gì? Vãi nhỉ. Cái này thì tôi nhìn hơi hoa mắt thật ấy. Xanh với trắng. Ra cái A này. Cái này thì ra cái này rồi. Hơi dễ. Ơ, này là câu hỏi lại à? Hai cái lật ngược. Đây, A tiếp. Ơ, làm gì anh ơi? Anh đùa em đấy à? Lại phát nữa xem nào. Sao nó hỏi mình lắm đấy nhỉ? Cái này là mỗi cái cộng thêm một mà, có gì đâu. Nhỉ. Hai cái này thì đều được. B. 3 days later. À, từ từ, tôi xem nào. Bên đây có cái đám mây này là sao? Mà tôi trả lời đúng hết rồi mà sao nó không được nhỉ? Hay là tôi phải trả lời sai? Hay là phải trả lời sai mới được? À đây này. Cái đám mây nó có mặt trời này. Thành mặt trời rồi. Vãi, sao nó lại đi ngủ rồi? Trả lời đúng hết không được à? Từ từ, tôi thử trả lời sai xem có được không nhé. Tôi thử trả lời sai xem có được không? Đây. Rồi, nó tức rồi kìa. Đây, cho này đi, sai tiếp. Đấy, nó tức rồi đấy. Hóa ra phải trả lời sai ạ. Nhiều lúc thông minh quá không được. Này, đến cái này. Đến cái này anh ơi. Ui, 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 ui. Gì chứ. Rồi. Có nhiều lúc phải ngu ngu như tôi thì mới chơi được cái trò này. Thông minh quá thì lại không chơi được. Đây là cái nhà kính mà con mèo nó bò ở trên nóc đấy đúng nhỉ? Từ từ, xem có đi ra không đã. À vừa là tôi còn không xem gợi ý cơ. Nếu mà vừa tôi xem gợi ý thì chắc là có khi là tôi ra được luôn. À, đây. Mình vào đây để trồng hoa hướng dương. Trồng cây này.
Xong rồi có cái máy này là máy gì đây? Máy projector à? Thiếu một cái gì tròn tròn chắn ở kia kìa. Để tôi lên đây nhá, xem là có cái gì nhá. Lấy cái nắp ấm này. Chưa tương tác được. Bắt con bướm. Không bắt được luôn. Đi lên đây có cái gì? Nó không chịu tương tác với bất cứ một cái gì cả. Đi xuống á. Đi lên đây. Trong ngăn kéo có gì? Trong ngăn kéo có một cái ngăn kéo. Hai cái ngăn kéo. Đây có cái gì? Lại câu đố gì đây? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đẩy nó ra đấy làm gì? Lấy cái que này. Đi đây. Đẩy nó lại. Lấy cái que này cắm vào đây. Cây hoa này ở đây. Trồng vào đây. Từ từ đợi tôi chút, tôi cho cái tiếng game nó bé đi chút. Tôi chết là crack game rồi. May mà trò này nó tự nhớ, nó auto save. Ôi tôi chết rồi. Chết lại à? Ôi chết lại từ đầu luôn rồi. Tôi quay trở lại rồi đây. Vừa rồi bị crash game. Và nó không lưu. Phải đánh lại một đoạn. Tiếp tục nào. Nhiều câu đố quá. Để tôi xem nào. Cái ở đây thì nó chỉ có hai cái. Một là mình phải trồng cây hoa. Hai là mình phải... Đây, có cái gì chắn ở trước cái máy này. Cái gì hình tròn chắn trước cái máy này thì tôi đoán là mình sẽ phải làm cách nào đấy mình lấy được cái nắp của cái cây hoa ăn thịt này. Nhìn hình dáng khá là giống. Có đi ra được không? Không đẩy cửa đi ra được. À, bật đèn. Nó có hướng dẫn gì đâu nhỉ? Phải đi xem thêm vài cái hướng dẫn đó. Cái máy này thì đẩy qua đẩy lại thôi. Đẩy vào đây không biết để làm gì. Từ từ. Chắc là mình phải cho cái máy này nó chạy để cái này nó chiếu được ra ánh sáng này. Là sao? Nó xanh hết rồi. À, thế là phải bật tất cả cái này thành màu xanh à? Từ từ, tôi xem quy luật của nó như nào đã. Đâm vào nhau, đâm vào cái
đâm vào nhau là nó sẽ bị mất. Không được. Đâm vào nhau là sẽ bị mất. Không được, không được, sai rồi. Phết đi. Two thousand years later. Sao càng ngày nó càng khó vậy? Xong hai cái ba cái rồi, một bên có điện rồi. Khó nhỉ. Từ từ, bình tĩnh, không làm đây chăng? Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây, đây. Đây và đây. Ok. Easy. Cái kia vừa rồi chẳng qua là trục trặc kỹ thuật tí thôi, chứ còn ba cái trò này, sao mà làm khó được tôi. Để tôi thử. Đấy, tức là cái hướng đi từ trên xuống dưới là đúng rồi. Làm sao để ra đến đây được nhỉ? Rồi, chuẩn rồi đấy. Xong.
Còn một cái nữa. Tiên là cứ phải thử đã. Không được này. Không được nốt này. Không được nốt này. Có cái này nhìn đơn giản mà có vẻ phức tạp hơn đấy. Nhưng mà thực ra thì khó phết nhỉ. Cái này, cái chỗ này không, tôi chưa biết giải quyết kiểu gì. Nó sao mà bịt kín hai cái ô này. Làm sao mà bị được kín hai cái ô này. Mày có điện rồi à? Ơ, sao mày lại cứ đẩy? Hay là điện ở đây? Là sao? Từ từ. Cấp điện cho nó. Ôi vãi. Cái này nó làm cây phát triển ạ. Từ từ. Kinh nhỉ, hiện đại thế. Bẻ. Ây da. À tôi hiểu rồi. Chống cái miệng nó vào. Lấy. Rồi. Không lấy lại nữa. Giờ lấy cái kính hiển vi gắn vào đây. Cao quá không tới à? Đây là cái gì? À ừ, mình có thể cao lên được mà. Vãi nhỉ? À từ từ. Đây cần kính hiển vi. Đi ở đây xem nào. Cao lên. Đây, gắn được rồi. Nhưng mà từ từ. Trước khi chiếu, trình chiếu cái gì. À mà thôi, cứ trình chiếu đi. Trình chiếu xem nó là cái gì. Hình như không có ý nghĩa gì mấy. Từ từ, tôi ra tôi thay xem nào.
lấy cái này xem nào. À, nó còn có cái nút này cơ mà. Đây 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 đây. Để bắt được con bướm kia thì đây đây là cái hình để bắt con bướm kia kia. Từ từ. Trước đấy thì chắc là muốn làm cây nó phát triển thụ phấn đấy. Tôi thử chiếu vào cái cây này xem nào. Chiếu cái cây xem là nó có ra cái gì không. Chiếu thêm phát nữa có được không nhỉ? Không được, chỉ được một lần thôi. Tôi đẩy ra tôi chiếu cho cái cây hoa hướng dương của tôi vậy. Đấy. Đợi anh nhá, em nhá. Nở hoa. Rồi. Hoa hướng dương kia rồi. Nhưng mà trước tiên tôi ra giải nốt cái câu đố ở đây đã. Bảy, tám, chín, mười. Cửa mở thôi. Lấy hoa thôi. À, mình cao nên là lấy được. Hạt hướng dương. Lại gì nữa đây? Phải nghiền ép gì à? Chút. Cái này không có gì nhá, cái này chỉ là cái này nó chỉ là ấy thôi, nó chỉ là trong đấy nó ẩn cái hình để mở cửa ấy thôi. Chứ còn những cái hình khác thì nó chỉ là hình trang trí kèm theo, không có ý nghĩa. Máy này ép được dầu này. Đây, à đây có cái hình cái máy ép dầu này. Cái máy này ở đâu không biết. Không có gì. Ở trong là xong ở đây rồi đấy. Đi ra đây xem có gì. Rồi, tôi ra đến đây rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Hôm nay tôi dừng video ở đây thôi. Bye bye.